VNCG Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, xin chào các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái chủ đề số 2, đó là làm tỷ lệ thuyết định kích thước ở trong cái môi trường model này. Từ đây mình đã chuẩn bị sẵn một bản vẽ về một số những cái bản vẽ mẫu mà người ta đã trình bày sẵn về các cái cách làm tỷ lệ ở trong này. Thì cái phương pháp người ta làm đây bạn phải nhìn ra ngay, đó là nó có những cái khung tỷ lệ khác nhau, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái bản vẽ người ta đã vẽ ra, được chưa? Và người ta sử dụng cái phương pháp đó là scale khung để người ta dàn sang cũng như là thể hiện tỷ lệ cho bản vẽ dim và text. Theo sau này người ta sẽ làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sẽ có phương pháp làm ra một cái dạng giống như thế này, tức là dùng cái phương pháp scale khung. Phương pháp số 2 là ở trong model người ta hay làm là phương pháp scale hình. Thì phương pháp này thì mình thấy là cái số lượng người dùng thì áp dụng ít hơn, nhưng mình sẽ giới thiệu cả hai cách đến dành cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ copy cái này, đây là bản gốc. Thì ở đây mình copy một số cái bản vẽ khác ra. Đây, mình sẽ lấy một vài cái bản vẽ. Ví dụ bản vẽ này đi. Đây, bản vẽ này. Mình sẽ copy sang bên đây để làm mẫu ví dụ minh họa cho các bạn, được chưa? Ở trong này là đang có khoảng tầm 3 cái bản vẽ tỷ lệ khác nhau rồi. Thì các bạn cứ như vậy chúng ta sẽ suy ra những cái bản vẽ tỷ lệ khác nhau thôi. Thì cái sự khác nhau ở đây thì chúng ta sẽ thấy thể hiện là điều gì. Trước khi chúng ta làm tỷ lệ cho bản vẽ này thì mình cùng xem qua cái bản vẽ này người ta làm dim là phương pháp làm như thế nào. Ở đây bạn có thể thấy là ở đây là cái dim mà mình vừa tạo ra khi nãy nhé. Đó, thì coi như là cái dim này là ở bản vẽ của họ là chưa có. Vậy thì chúng ta đang thấy là ở bản vẽ của họ nó đang dùng cái tỷ lệ là cái dim size là tỷ lệ là A3 1/10 này, A1/15 này, 1/25, 1/30, 1/60. Đó, cái dim 20 nữa. Và các bạn có thể suy ra nhận thấy ngay được đây là một cái bản vẽ mà ta dùng những cái tỷ lệ khác nhau và người ta sẽ dùng tương ứng với những cái kiểu dim style khác nhau, được chưa ạ? Tỷ lệ khác nhau, cứ mỗi một tỷ lệ người ta đã tạo ra một kiểu dim khác nhau. Thì nhược điểm của bài này đó là nếu như bản vẽ mà có càng nhiều tỷ lệ thì người ta sẽ phải tạo ra tương ứng bấy nhiêu những cái dim style tương ứng với những cái tỷ lệ như vậy, thì nó sẽ hơi khó khăn trong việc ta quản lý cũng như là chỉnh sửa. Thì trong cái cách làm vẫn là cách làm scale khung như này. Tức là vẽ hình xong ta sẽ scale khung để cho nó vừa với cái hình mẫu của chúng ta. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm dim. Đó là chúng ta sẽ scale khung và dùng một dim duy nhất để cho dùng được tất cả tỷ lệ. Tức là một dim này nó sẽ thay thế được cho toàn bộ tất cả những cái dim khác, được chưa? Mà sử dụng một dim mà vẫn cho được ra rất nhiều các tỷ lệ. Đó là cái hay mà mình muốn giới thiệu đến này cho các bạn. Và cái phương pháp dùng đó là dùng trên các cái phiên bản AutoCAD đời cao nhé. Thôi bây giờ cũng không có vòng vo nữa thì mình sẽ bắt đầu ngay vào cái nội dung chính. Bây giờ chẳng hạn mình đang có những cái bản vẽ như này. Thì giả sử như dim mình chưa có, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ xóa cái dim của họ đi. Đó, mình sẽ xóa cái dim của họ đi. Đấy, xóa hết đi. Những cái lệnh tắt mình vừa thay đổi thì nếu bạn nào chưa biết cách thiết lập thay đổi lệnh tắt hoặc là lệnh tắt là gì trong AutoCAD thì các bạn có thể lên trên mạng search là cách thiết lập và thay đổi lệnh tắt, thì chúng ta sẽ thao tác nó được nó nhanh hơn. Ở đây mình hướng dẫn cái tập trung nội dung chính vào là phần dim. Thế bây giờ các bản vẽ mình đã vẽ ra là như thế này, chẳng hạn nó cũng chưa có cả khung tên luôn, được chưa? Chúng ta từ cái bản vẽ hiện trạng lên chúng ta sẽ vẽ lên được một cái không gian như thế này, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ trích chi tiết ra. Vậy thì cái vấn đề ở đây của chúng ta đó là làm sao ta biết được bản vẽ này là in ra giấy A3 và chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ là cái in ra của giấy A3 thì nó sẽ tỷ lệ là bao nhiêu. Xong bước số 2 chúng ta mới bước tới đến là gì? Là từ cái tỷ lệ đó chúng ta mới làm cho text và làm cho dim. Thì bây giờ để xác định như này thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình đây chúng ta có một cái khung tên bất kỳ, được chưa? Làm sao ta biết bản vẽ này tỷ lệ in ra là bao nhiêu? Bây giờ các bạn sẽ vẽ mình cái khổ giấy A3 ra 420 x 297, đúng không ạ? Anh nhớ là cái unit này mình sẽ kiểm tra lại nó đang là mm này và để về một số 0 này unit. Đấy, vậy là chúng ta đã có một cái khổ giấy là 3 420 x 297. Đó, ở đây mình sẽ scale cái khung này nhỏ lại, lát nữa mình sẽ align cái khung này vào để cho bằng với cái khổ giấy A3 này, đúng không ạ? Ở đây mình dùng lại EE để thay cho cái lại align. Mình sẽ align vào cái khổ giấy A3 này và kiểm tra cho chính xác 100%, không thì bạn sẽ kéo 4 cái đỉnh này vào xem nó ăn khớp nhau không. Khi nó ăn khớp thì biết chắc chắn rằng đây chỉ là một cái khung tên A3, được chưa? Kích thước chiều ngang với kích thước chiều đứng này. Rồi bây giờ bạn có thể xóa thì chữ nhật đấy đi, và cái khung tên nó đang là tỷ lệ A3 tỷ lệ 11, được chưa? Bây giờ bạn sẽ copy làm 3 khung tên, được chưa? Copy một cái dự phòng lên trên này. Thì đây thì cái đầu tiên này nó đang là A3 tỷ lệ 11, thì bây giờ bạn sẽ phóng lớn lên, tức là scale lớn cái khung này lên. Ở đây mình scale lớn lên, thử xem nó bằng bao nhiêu lần, lớn lên bao nhiêu lần thì nó có thể ép được vừa cái khung tên này. Ví dụ mình đặt 40. Đó, thử xem thả vào đây nó có vừa không ạ? Hãy nhớ rằng chúng ta lưu ý là chúng ta vẫn còn dim nhé, vẫn còn dim ở bên ngoài này. Thì trong trường hợp này nếu như chúng ta chưa cả thiết lập dim, chưa cả dim mà cho bản vẽ mà nó đã bị chật như này rồi, thì tức là bản vẽ 1/40 này nó chưa hợp lý. Thì mình sẽ cho lên tầm khoảng 1/60 đi, chúng ta sẽ gọi là 60/40, vẫn đã lại scale nhé. Đó, tầm này thì mình thấy nó thoải mái hơn rồi, và có thể đang là dim text dim ra ngoài này thì nó sẽ phù hợp, và thấy được cái thông số 60 này nó khá là hợp lý. Vậy đấy là bản vẽ đầu tiên. Nên các bạn lưu ý giúp mình bản vẽ số 2 này, và bản vẽ số 3 này. Cái text này giả sử như mình xóa đi nhé. Đặt lên trên này. Tương tự với các cái bản vẽ còn lại này, chúng ta sẽ scale tương ứng lên để chúng ta biết được cái tỷ lệ của nó. Đối với bản vẽ này mình sẽ scale lên ở khoảng ví dụ như tầm khoảng 20 lần đi. 20 lần thì thấy nó đang bị thừa nhiều quá, để tầm một lần 1/15 thôi, tức là ta lại gọi là 15/20. Tầm này mình thấy khá là ổn rồi, chúng ta giữ lại. Vậy là chúng ta biết được bản vẽ số 1 in ra tỷ lệ 1/60, cái bản vẽ số 2 in ra tỷ lệ 1/15. Còn bản vẽ cuối cùng này là bao nhiêu ạ? Mình scale lên khoảng 20 đi, tại vì nó lớn hơn. Ok, đây là cái tên bản vẽ mình để xóa, tạm thời xóa đi. Vậy là trong bản vẽ này mình thấy nó khá là vừa vặn. Khi ta dim ra thì cái không gian này nó vẫn thoải mái để cho dim thôi. Nên là mình thấy ước chừng được rằng bản vẽ này tin ra sẽ tỷ lệ 1/20. Vậy là các bạn đã vừa kiểm tra được xong là cái bản vẽ ta muốn in ra là tỷ lệ là bao nhiêu, đúng không ạ? Vậy thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ làm dim nhé. Bước số 1 là xác định tỷ lệ in của bản vẽ. Bước số 2 chúng ta sẽ làm dim. Làm dim thì ở đây các bạn sẽ mở bảng dimension ra, và bạn sẽ kích section dim này lên. Cái dim mà chúng ta đã vừa thiết lập khi nãy. Đó, và mình sẽ dùng một cái dim này để có thể dim được cho toàn bộ 3 cái tỷ lệ này mà chỉ dùng một dim duy nhất, và còn bao nhiêu tỷ lệ khác nữa thì các bạn chỉ làm tương tự thôi. Ở đây đối với là bản vẽ tỷ lệ 1/60, 1/15 và 1/20 thì các bạn sẽ chú ý một cái thanh rất quan trọng ở dưới này. AutoCAD đời cao nó sẽ có cái thanh ở dưới này, đó là cái thang tỷ lệ. Ở đây thang tỷ lệ tức là một cái thang nó chứa rất nhiều những cái tỷ lệ khác nhau trong này. Ở đây các bạn mở lên là có thấy cái kiểm tích V, và nó có biểu hiện cái biểu thị cái số tỷ lệ 11 ở đây. Các bạn kích kéo dưới nhé, kích vào phần custom này. Đó. Ở đây nó có khá nhiều những cái dòng đơn vị, là có cả số in phút ở đây, độ phút này. Ở đây các bạn chọn nó reset này và chọn nó matrix để cho nó hiển thị tất cả về cái dạng nó là số chẵn như thế này, matrix, được chưa? Tại đây các bạn đang làm việc với những cái tỷ lệ nào thì bạn chỉ việc ép thêm thôi, ép thêm mà. Ở đây các bạn thấy là cái cách người ta sẽ gán tên cho tỷ lệ nó sẽ là 1, 2 chấm. Đấy, và cái tỷ lệ đằng sau. Ở đây ví dụ mình ép thêm là 1/60, bạn cũng đặt tương tự như vậy để cho nó đồng bộ nhé. Ở dưới này phần scale property, tức là một cái đơn vị ở trên giấy nó sẽ bằng khoảng 60 lần cái đơn vị trên bản vẽ thực tế, được chưa? Thì tới đây chúng ta sẽ đặt là 60 tương ứng nhé. Cái phần này rất là quan trọng này, các bạn nào đặt sai là nó sẽ đi sang một hướng khác. Ok, nó sẽ lỗi. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ add thêm vào, tức là chúng ta sẽ làm việc với những tỷ lệ nào chúng ta sẽ add hết vào trong này. 1/15. Thao tác này cũng khá đơn giản thôi, các bạn làm một lần mà chúng ta sẽ sử dụng cho cả dim text và cả layout ở trong này. 1/15 các bạn sẽ nhập là 15 vào đây. Đó, add thêm một cái là 1/15. Nếu mà chưa có các add thêm, hoặc có rồi thì không cần phải thêm. Đã có 1/20 rồi, mình sẽ không thêm nữa. 1/15, 1/60, 1/20 thì đã có trong này rồi. Những cái khác nếu các bạn không dùng đến các bạn có thể xóa đi. Có thể xóa đi. Ok, bây giờ thì mình đã biết được 3 bản vẽ này tỷ lệ là 1/60, 1/15, 1/20 này. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi. đi các bạn chọn section kiểu này lên nhá. Và đây thì đối với bản vẽ 1/60 các bạn chỉ việc lựa chọn vào cái thang là mở cái thang này lên và lựa chọn vào cái ô kiểu 1/60. Dim cho với bản vẽ tỷ lệ in là bao nhiêu, ta sẽ mở cái thang này tương ứng như vậy. Thì cái dim ta sẽ khi mà dim ra nó sẽ tự phóng lớn lên. Ở đây mình sử dụng lệnh DLI nhá. DLI là lệnh dim line rồi. Dim các chiều theo phương nằm ngang và thẳng đứng này. Vậy thì DLI thì nó gõ 3 phím thì mình đổi thành lệnh D1 để gõ cho nó tiết kiệm thời gian hơn. Ở đây các bạn. Ở đây mình sẽ dim tạm thời nhé. Ở đây mình đang ví dụ minh họa về cái phương pháp làm thôi. Còn dim đúng hay sai thì các bạn tự làm và tự kiểm tra chỉnh chu hơn trong cái bài làm của các bạn. Đó, ví dụ mình dim như vậy. Mà bạn thấy chữ không ạ? Hoàn toàn là phù hợp với cái bản vẽ này, mà tự nó phóng lớn lên. Và như là cái dim của chúng ta là cái dim oriented nha. Mình gọi cái dim này là dim oriented tại vì khi mà chỉ vào thì nó hiện ra cái biểu tượng cái dấu sao kia. Báo hiệu cho chúng ta là gì? Đang sử dụng cái tính năng là oriented, cái tính năng mà thang tỷ lệ ở dưới này. Đó. Nếu nó không có xuất hiện dấu sao này thì gần như rất khó để bạn có thể làm việc được một dim cho tất cả các tỷ lệ bản vẽ khác nhau. Tương ứng chúng ta sẽ làm gì? Để tạo ra cái lớp dim phía trên đúng không ạ, là lệnh gì? DBA này. Đó, baseline này thì bên này đổi thành D3 này nhé. Mình đổi thành D3 này. Ở đây thì nó đang xuất phát từ cái vị trí nó chưa phải ngoài cùng. Các bạn có thể là bấm nó sổ xuống dưới, chọn select S này. Là chọn nó bắt đầu từ bên ngoài cùng này, tích vào đây. Như vậy là chúng ta đã có được một cái hàng dim. Ở đây bạn thấy là cái chiều cao nó đang bị khiêm tốn đúng không ạ? Cái chiều cao, cái khoảng cách giữa các lớp dim này là bị khiêm tốn. Các bạn có thể là vào trong này sẽ lập lại modify. Ở text đây đang để 2.2, ở đây các bạn sẽ để tầm khoảng 6 đi. Baseline stacking nhỉ. Ok. Bây giờ mình sẽ là D3. Bắt đầu từ ngoài này. Đó, các bạn thấy nó đã lớn hơn rồi. Tùy theo cái hệ số bạn đặt nhé, làm sao bạn thấy nó thoải mái thì ta phải điều chỉnh và để cho nó phù hợp với cái bản vẽ của các bạn. Tiếp tục D2 vào đây, ví dụ như vậy chúng ta sẽ làm được. Đây là bản vẽ tỷ lệ đầu tiên, chúng ta vẫn đang dùng một dim nhé. Vào đây D3 S để tạo ra khoảng cách cái lớp thứ 2. Ở đây mình dùng cái clip và cắt dim lát vào là dùng bằng lệnh AP. Nếu như bạn nào mà chưa có clip cắt chân dim này thì mình sẽ để ở dưới dưới cái phần mô tả của video này để dành cho bạn, các bạn có thể tải về và sử dụng giống như trong cái video này. Đấy, loát ra vào clip, lệnh tắt là CD. Đó, gõ CD như một lệnh bình thường thôi, rất này. Đó, các bạn quét qua, có thể quét qua cả cái đối tượng này nhé, nhưng mà nó chỉ có tác dụng cho dim thôi nên bạn hoàn toàn là yên tâm. Đấy, nó cắt, các bạn chọn vị trí cắt là nó sẽ cắt bằng tiền hết, rất hay, rất là tuyệt vời. Những bạn nào đã từng làm qua AutoCAD thì cái clip này không còn quá là xa lạ đối với tất cả chúng ta đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã có được một cái bản vẽ và bây giờ là chúng ta sẽ in, lát nữa mình sẽ kết xuất thử. Đây là cái bản vẽ tỷ lệ 1/15 đúng không ạ? Thì bây giờ vẫn là cái dim này nhé, mình vẫn đang set current dim hiện hành là dim 11. Đó. Bây giờ các bạn chỉ việc sổ này lên và chọn tỷ lệ 1/15 các bạn muốn làm việc thôi. Đấy, mình gõ D1 này, DLI này. Đấy, tự động nó sẽ thu nhỏ chữ này. Đấy, đấy ạ. Đây, mình copy luôn cái này lên so sánh với cái bên trên này. Tự động nó sẽ thu nhỏ đi để nó tương ứng với những cái tỷ lệ bản vẽ khác nhau. Đấy, D2. D2 là dim continue. Các bạn nên đổi lệnh nhé, trong quá trình ta làm việc thì nên đổi lệnh tắt nó đi, bởi vì lệnh tắt nó là một công cụ mà giúp chúng ta tiết kiệm tối ưu rất nhiều thời gian. D3 S. Đó. Đấy, vân vân, những các cái phần dim còn lại các bạn sẽ làm dim tương tự thôi, sẽ dim ra tương tự các phần bên dưới nào những cái phần mà các bạn cần thể hiện kích thước có ra. Đó, CD này. Thao tác mình làm rất là chậm để dành cho các bạn có thể quan sát kỹ thấy. Quét qua đây, cắt phát đây, ví dụ như thế. Nếu như bạn muốn nó ngắn chỉ đến đây thôi, ok các bạn. Bây giờ tiếp tục đến là cái phần số 3 này, là cái bản vẽ tỷ lệ 1/20. Các bạn chỉ việc tích vào 1/20 rất nhanh, không phải tạo làm gì mà tạo ra nhiều kiểu dim như này, đúng không ạ? Nó rất mất thời gian và quản lý sau này rất là khó. Tạo ra một kiểu dim duy nhất thôi. Đấy, bây giờ mình dùng là gì? D1 này, tỷ động phần 20 nhé. Chúng ta xuất phát lên một tỷ động phần 20 này, thì nó sẽ scale lên 1/20 ngay lập tức cho chúng ta. Được. Đó, D3 S, S để chúng ta lựa chọn vào cái vị trí rất là tuyệt vời. D1 này, D1 tiếp này, D2, ví dụ thế, đúng không ạ? Vào đây D3, D3 là dim baseline. Vậy là chúng ta đã tiếp tục dim ra được một bản vẽ, và chắc chắn là mọi người thấy là ba cái tỷ lệ của cái kiểu dim này hoàn toàn khác nhau, ba cái kích thước hoàn toàn khác nhau. Đây mình copy cho bạn xem, không nào giống nào cả, bởi vì nó đã phù hợp và nó phù hợp với tương ứng từng cái tỷ lệ bản vẽ khác nhau, đúng chưa? Đấy, các bạn thấy là ba kích thước này hoàn toàn là không nào giống nào. Đấy. Thì đây là cái dim mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây là một cái tính năng rất là hay của CAD đời cao nhé, các bạn nên sử dụng nó, nên tận dụng những cái tính năng của những phiên bản CAD đời cao mang lại cho chúng ta. Dùng một dim cho tất cả tỷ lệ. Ví dụ như ở đây, ví dụ mình dim sai, đúng không ạ? Ví dụ mình nó đang ở tỷ lệ bao nhiêu ạ? Bản vẽ tỷ lệ 1/15. Nhưng giả sử như các bạn muốn chuyển cái dim này sang tỷ lệ 1/20 làm thế nào, đúng không ạ? Bây giờ ta đến bước chỉnh sửa. Đấy. Ví dụ giả sử nhé, đúng là bản vẽ này phải là tỷ lệ 1/20 chẳng hạn. Thế là mình đã dim, lỡ là dim nhầm này, các bạn không phải vào Ctrl 1 ra, ở bảng Property ấy, các bạn sẽ quét chọn dim này, các bạn bấm vào tổ hợp phím Ctrl 1 thì nó sẽ hiển thị ra cái bảng này. Nếu như bạn nào máy tính mà bị hỏng số 1 thì bạn phải có lệnh, nó là có lệnh CH ở trên bàn phím, nó cũng hiển thị ra lệnh Property. Đấy. Mà rủi ro hơn nữa, cái số H hoặc là chữ C của bạn này cũng bị hỏng thì các bạn có thể có một lệnh khác để hiện ra được cái bảng này, đó là lệnh PR. Đấy, PR nó cũng hiển thị ra được vào bảng Property này. Đấy, PR. Đấy. Còn nếu mà nhỏ nữa mà các bạn này, trên chữ P hoặc chữ R hỏng thì thôi, mình khuyên các bạn là nên sắm lên một cái bàn phím mới đấy, bởi vì bàn phím của bạn nó hỏng quá nhiều rồi. Đấy. Còn cái phím tắt mình hay sử dụng là Ctrl 1, tổ phím Ctrl 1. Thế đây các bạn muốn luân chuyển giữa các tỷ lệ trong bản vẽ trong một cái dim này, hiệu chỉnh nó thì làm như này. Ở đây là bản vẽ tỷ lệ 1/15 này, bạn phải kiểm tra qua này. Annotate T 1/15. Giờ muốn chuyển sang 1/20 làm nào? Đó. Chắc chắn chúng ta cũng không phải dim lại nhé. Dim lại thì mất rất nhiều thời gian. Bạn kích vào, tích bốc vào cái hộp này. Đó, kích vào đây. Thì đây các bạn thấy đang là tỷ lệ hiện hành nó là 1/15, bây giờ chúng ta muốn gắn 1/20 và chúng ta ép thêm này, 1/20. Đấy, hoặc là tùy ý nhé, tỷ lệ khác tùy ý. Còn cái 1/15 này các bạn có thể delete luôn. Đó, tức là hiện hành thay thế nó còn là 1/20. Ok. Ký tự nó lớn lên thành 1/20, các bạn quét qua kiểm tra. Đó, ví dụ mình cho 1/60 đi, ép thêm vào đây. Ok, và xóa phần 1/20 đi. Ok, nó tự nó phóng lớn này, các bạn thấy không ạ? Đó, rất là hay, rất là hay. Các bạn có thể MA được không ạ? MA được, nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó sẽ mang theo 2 tỷ lệ này. Các bạn phải kích vào thấy là 2 chỉ số to nhau, nó sẽ mang theo 2 tỷ lệ, bạn phải xóa 1 tỷ lệ đi. Đó, thì nó hiển thị cái tỷ lệ. Tương tự các bạn phải MA bằng MA lệnh Matrop, xóa 1/20 đi. Ngay lập tức thì nó cho ta những cái tỷ lệ khác nhau. Nhưng tuy nhiên thì quá trình chỉ sửa này nó hơi mệt, tại vì chúng ta đã làm sai rồi thì sửa bao giờ nó cũng mệt hơn, tại vì cái khoảng cách giữa các lớp dim này nó sẽ không được như ý chúng ta mong muốn, chúng ta phải co giãn lại, nó mất hơi nhiều thời gian. Thì đây là phương pháp làm của chúng ta nên chắc chắn ngay từ những cái bước đặt những cái dòng lim ban đầu tiên, thì chúng ta sẽ tránh bị phải cái bước chúng ta sẽ chỉnh sửa. Đó. Vậy là đây là chúng ta đã mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập dim và sử dụng dim để chúng ta làm được cái tỷ lệ, là phương pháp scale khung ở trong bản vẽ AutoCAD. Thế vậy cái phương pháp tiếp theo mình hướng dẫn cho các bạn là phương pháp scale hình. Đây, tức là thay vì ta scale cái khung này bằng cái hình này, chúng ta sẽ dùng cái phương pháp ngược lại, đó là scale cái hình này nhỏ lại bằng cái khung này. Đấy, ở đây mình cái khung này, cái khung chúng ta sẽ để là khung A3 tỷ lệ 11 nhé. Đây ta là 420 nhân 297 này. Đây là cái khung của chúng ta, đúng không ạ? đúng là tỉa A3 và tỉa 11, đúng là bằng cái vừa cái tờ giấy in ở quán in mà chúng ta cầm trên tay. Thì đây là ví dụ như mình đã sẽ xóa cái này đi. Ok, mình tắt đi. Ở đây mình xóa khung này đi nhé, giả sử nó chưa có. Đấy, mình sẽ xóa hai cái đinh của ông này đi. Đấy, giả sử như những cái bản vẽ này nó hoàn toàn là vừa mới vẽ ra xong. Bây giờ làm sao ta có thể nhét được vào cái khung tên này, đúng không ạ? Các bạn sẽ dùng phương pháp là scale hình thôi. Scale đi. Đấy. Ở đây mình nãy mình biết là scale khoảng 60, còn bạn scale bao nhiêu mà cho vừa khung này thì là ok. Đâu ạ? 1/60 nhé. Ở đây bạn sẽ gõ là 1/60 phân số luôn. Đấy, thì nó mới scale nhỏ lại. Đó. Ở đây vẫn vừa in rồi, và cách làm ra tương tự. Tiếp theo là mình đến bản vẽ này, chúng ta sẽ copy nhân đôi cái khung này lên. 3 cái. Đây, scale này là bao nhiêu? 1/15. Các bạn sẽ test. Phải test điểm sao cho nó phù hợp. Ở đây khi nãy là mình đã test rồi nên là mình biết được cái thông số là nhập vào là bao nhiêu. Nhớ thông số này nó sẽ phải chia làm chẵn hết, chia hết cho 5 nhé. Đó, không thể là 19 hay 18 đâu. Nó rất lẻ như vậy, sau này chúng ta sẽ làm việc rất là khó. Ok các bạn. Vậy là mình đã thấy là nó đã nằm gọn trong khung của chúng ta. Tức là ba cái khung này ta sẽ quy ước là bằng nhau, và hình thì sẽ phải là cái thứ yếu tố biến đổi nhé. Hình là cái thứ cần phải biến đổi. Còn khung sẽ là giữ nguyên và cùng kích thước. Vâng, tại đây thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dim. Tiến hành dim các bạn, thì chúng ta vẫn dùng một cái dim thứ nhất là dim chúng ta sẽ tiến hành dim và dùng một cái dim duy nhất này, vẫn là cái dim KT thì là 11 này. Và các bạn biết là đây là một cái bản vẽ, đây là những cái bản vẽ mà nó đã được scale đi. Và cái khung tên của chúng ta nó đang ở những cái khung tên là tỷ lệ 11 đúng chưa ạ? Nó chưa bị phóng lớn lên. Như vậy thì để mà làm dim đây, bạn sẽ tích cho mình cái kiểm ở đây. Là đưa về bản vẽ tỷ lệ 11 nhé, không có 60 này, 20 gì cả, đưa về 11 hết. Tức là khi ta dim ra thì đây chính là những cái tờ giấy chúng ta sẽ cầm trên tay. Đấy, các bạn tưởng tượng như vậy. Thì tất cả những cái chiều cao chữ dim chúng ta dim ra trong những bản vẽ này thì nó sẽ cao đều bằng nhau hết. Các bạn rất là dễ dàng nhận thấy. Sẽ cao bằng nhau hết. Quan trọng là cái thông số nó có bằng cái thông số của cái đối tượng ở trong thực tế này hay không, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm đối với bản vẽ đầu tiên. Ví dụ bản vẽ đầu tiên này các bạn thấy tường này 220 đúng không ạ? Thì bây giờ nó đã bị scale 60 lần rồi. Thì bây giờ ta làm sao để chúng ta đi có thể là vẫn giữ được nguyên cái kích thước của nó, đúng không ạ? Đấy. Cái cách thông thường thì nhiều bạn vào đây chỉnh vào trong cái thông số pre-minute này. Chúng ta scale đi chia đi 60 lần, chúng ta phải nhân đây 60 lần, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên cách này thì cũng được thôi, nhưng mà để mà làm được cho tất cả các tỷ lệ chúng ta sẽ có một cái lệnh rất là hay. Cái này mình cũng học được ở trên những người anh đã từng đi trước thôi. Đó là lệnh dim là fuck, đúng không ạ? I love fuck. Fuck. Nó khá là dài. Dim là fuck đây nhé, các bạn nhớ cái biến này. Đó. Dim là fuck, bạn ấn enter, ấn space này. Và đây bạn bảo là nhập cái thông số giá trị là gì? Thông số dim là fuck chính là cái thông số ở cái thông số scale factor này. Bản chất là các bạn gọi nhanh bằng cái thông số này thôi, điều chỉnh nhanh cái thông số scale factor ở đây. Đó. Thay vì bạn vào đây nhập thì bạn sẽ gõ lệnh để chúng ta có thể tùy biến lúc nó linh hoạt hơn. Mình gõ lại này. Tại cái giao diện này thì bây giờ chúng ta sẽ để tỷ lệ 11 và chúng ta gọi là dim là fuck. Đó. Thì tại đây các bạn đối với bản vẽ tỷ lệ 1/60 bạn sẽ nhập vào đây là 60. Tức là bạn đã scale chia đi 60 lần rồi thì bạn phải nhập với 60 lần để cho nó nhân với nhau nó bằng 1. Nhân với nhau nó sẽ bằng 1 đấy. Thì chúng ta sẽ dim ra được cái giá trị nó là như thực tế. Đấy, bạn nhập 60 đây. Đấy, bây giờ bạn dim. Ta gõ đề 1 này. Đúng là 220 ạ. Đúng cái tường 220 thật. Mặc dù nó bị chia nhỏ 60 lần rồi nhưng ta hiệu chỉnh cái dim qua cái thao tác vừa rồi thì nó đã được giữ nguyên. Đấy, mình D1 này. Ở trên này. D2 vào đây. Mình vẫn dùng một dim. Đối với cái phương pháp số 2 này thì là scale hình. Scale hình. Đó. Mình vẫn là dùng cái D3 để tạo ra khoảng cách cái lớp dim còn lại. Đó, và CD cắt qua đây. Kẹp luôn. D1 này. Vào đây. D2. Đây mình đi tạm thời thôi. Ok. Tiếp tục vào đây. Ok. D3. S. Lên trên này. Ở đâu chợ? Ở CD. Quét qua đây. Cắt nó đến đây. Đó, các bạn thấy là cái như thế nào ạ? Đã xong bản vẽ tỷ lệ phần 60 đầu tiên. Bây giờ sang bản vẽ tỷ lệ số 2, trích chi tiết này, chi tiết hơn đúng không ạ? Đây là cái phòng vệ sinh. Cái ô vệ sinh thì bây giờ chúng ta sẽ lại phải chỉnh hiệu tiếp đi lập pháp. Đi lập pháp thì các bản vẽ tỷ lệ là 1/15 đúng không ạ? Các bạn phải nhập vào đây là bao nhiêu? Là 15. Đó, đơn giản như vậy thôi. Các bạn D1 này, để dim tiếp ra. Chúng ta vẫn đang dùng cái dim đó nhé, vẫn là dùng cái dim 11 này, D1. Đây. Tích vào đây. 140 thì D2. Ở đây. D3 S. Ở đây. CD. Cắt ở đây. Tiếp tục D1. Rồi đây. Bao nhiêu ạ? 220. D2. Vào đây, D3 S. Vào đây. CD tương tự như những cái phần còn lại các bạn sẽ tự dim nhé. Đối với bản vẽ một phần tỷ lệ 1/20 chúng ta lại gõ dim lập pháp, gõ thì nó hơi mất thời gian cái bước này thôi. Chúng ta sẽ làm được nhiều rất là nhiều cái tỷ lệ khác nhau. Đấy, D1 tiếp tục dim từ đây ra. Tiếp theo vào đây. Đúng không ạ? Đây mình đi tạm thời để mình minh họa cho các bạn nhé. D3 vào đây S CD quét qua cái dim này, cắt phát đẹp. Như vậy các bạn thấy là sao ở đây mình sẽ so sánh cho bạn là 3 kiểu dim này nhé, hoàn toàn là kích cỡ nó bằng nhau. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta đã quy đồng nó về một cái khổ giấy duy nhất, thì khi khổ giấy này in ra thì nó cỡ chữ phải bằng nhau rồi đúng không ạ? Không thể nào mà vẫn là một tờ giấy bằng nhau mà chúng ta lại có những cái cỡ chữ nó khác nhau thì nó không hợp lý rồi. Quan trọng là cái thông số nó vẫn là đúng với thực tế. Đấy, hoàn toàn là cái cỡ chiều cao các bạn có thể nhìn qua và thấy nó bằng nhau. Đó, đấy là cái làm của cái phương pháp số 2, đó là scale hình. Phương pháp số 1 là scale khung. Đấy thì trong hai phương pháp này ở trên model thì bạn phải tùy ý làm theo phương pháp nào. Đối với mình khuyên thì các bạn nên khuyên cái phương pháp, nên dùng cái phương pháp số 1 này. Đó là scale khung, cái hình vẽ ra giữ nguyên nhé, để chúng ta đỡ phải thiết lập gõ lệnh nó lòng ngoằng. Đấy, mà chúng ta vẫn có thể dùng được cái phương pháp là một dim dùng cho tất cả các tỷ lệ. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào các bạn.